Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức có tuyên bố về lập trường của Mỹ ở Biển Đông. Theo đó, phía Mỹ khẳng định hầu hết các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông đều là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế trên biển của mình. Mỹ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong bảo vệ chủ quyền của họ với các tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với quyền và nghĩa vụ theo luật quốc tế. Mỹ muốn làm rõ các tuyên bố của Bắc Kinh đối với tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như là chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc nhằm kiểm soát chúng. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh bãi tư chính của Việt Nam, bãi cạn Luconia ở ngoài khơi Malaysia, các vùng biển được coi là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và đảo Natuna lớn thuộc quần đảo Natuna ở ngoài khơi Indonesia. Bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hay khai thác dầu mỏ của các nước khác tại các vùng biển này hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương đều bất hợp pháp. Trước đây, Mỹ cũng luôn duy trì chính sách ngoại giao, nhấn mạnh rằng các tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và các nước láng giềng nên được giải quyết hòa bình thông qua tòa án quốc tế. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, gồm đại dịch Covid-19, vấn đề Hồng Kông và chiến tranh thương mại. Trung Quốc gần đây thực hiện một loạt các hoạt động gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh nước này tập trung đối phó với Covid-19. Mỹ từng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận phi pháp của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đây là hành động bất hợp pháp. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc hiện nay, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến xấu và khiến cho chính phủ nước này đã phải huy động mọi nguồn lực để tập trung xử lý. Bên cạnh việc thành lập thêm các nhóm phản ứng khẩn cấp, thì Trung Quốc cũng đã điều động hơn 7.000 binh sĩ đến tham gia chiến dịch cứu hộ và kiểm soát lũ lụt. Để phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản, tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó, thì quy hoạch vùng nuôi là giải pháp căn cơ. Tuy nhiên, thì thực tế triển khai lại cho thấy nhiều bất cập và chưa phù hợp với thực tiễn. Theo quy hoạch, khu vực Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh có 6 vùng mặt nước nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, với diện tích 550 ha. Công tác tuyên truyền vận động người dân di dời lồng bè vào vùng nuôi quy hoạch cũng đã được chính quyền triển khai. Song sau hơn 2 năm triển khai, việc quy hoạch vùng nuôi vẫn tồn tại nhiều bất cập. Giờ tôi cũng mong muốn các cấp có cái phương hướng để tạo cái điều kiện cái vùng nuôi nó sẽ lớn hơn và nới rộng hơn để cho cái vùng nuôi nó sẽ ổn định. Từ năm bão 2017 đến tới giờ thì bà con có cái tái tạo nuôi lại thì hiện bây giờ rất là khó khăn về cái vấn đề vùng nuôi. Thứ nhất là diện tích không đủ, thực tế là nó như thế. Thì bây giờ mà dân muốn nuôi á thì phải có cái vùng nuôi phù hợp. Còn tại khu vực quanh cảng Cam Ranh, hiện có rất nhiều bè nuôi tôm hùm nằm trong phạm vi luồng hàng hải, ảnh hưởng tới hoạt động của cảng. Công tác nạo vét luồng cũng sẽ khó thực hiện do lo ngại về tác động xấu tới môi trường nước, ảnh hưởng đến đối tượng nuôi. Cái luồng tôi hiện tại đang bị các lồng tôm, các bà con nuôi tôm là cứ thả hết, là khoảng gần 52.000 lồng tôm mà cứ lấn trần ra luồng. Thì ông quản lý luồng, ông khai thác luồng á, thì lại thuộc một doanh nghiệp không có quyền cưỡng chế, giao công an phường, giao thành phố rồi giao cho biên phòng, nói chung là các đơn vị cũng giải quyết được, cứ dần cứ lấn ra ngoài. Mà đi mà tai nạn hàng hải thì rất là nguy hiểm. Để tháo gỡ các vướng mắc trong khâu nuôi trồng thủy sản, các địa phương đều có đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trước đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Qua triển khai thực hiện quy hoạch và rà soát các nhu cầu của nuôi trồng thủy sản, lồng bè của người dân trên địa bàn huyện, cộng với lại việc đối chiếu với các cái quy hoạch phát triển kinh tế văn phong, thì Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh đã đề xuất điều chỉnh các cái vùng được phép nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện từ 6 vùng với diện tích là 550 ha lên thành 10 vùng nuôi với diện tích là 915 ha. Thực hiện cái quy hoạch này nó rất là tốt. Thứ nhất là về phía người nuôi nhốt thì nó sẽ tạo ra những cái vùng mà thông thoáng để đảm bảo cái vấn đề tránh ô nhiễm môi trường, tạo cho vật nuôi phát triển được tốt hơn, bền vững hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ kết hợp hài hòa giữa các cái ngành kinh tế như là phát triển về du lịch, nuôi trồng thủy sản hay là cả vấn đề về giao thông đường thủy nội địa. Đại diện ngành thủy sản Khánh Hòa cho biết, việc điều chỉnh bổ sung vùng nuôi hiện đang phụ thuộc nhiều vào quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nhất là khi mùa mưa bão đã đến gần.